Dương Cẩm Linh vừa đăng tải loạt ảnh rạng rỡ bên hai con trai trong chuyến du lịch gần đây. Dù bận rộn với công việc kinh doanh nhưng nữ diễn viên vẫn cố gắng dành thời gian để chăm sóc hai cậu con trai. Hai nhóc tì, đốn tim, với loạt biểu cảm đáng yêu. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh các con sau nhiều biến cố. Loạt ảnh của Dương Cẩm Linh thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều khán giả mừng cho nữ diễn viên có cuộc sống bình yên sau loạt biến cố. Niềm vui luôn lan tỏa trong lòng người. Khi nhìn thấy những ảnh đẹp của em và gia đình, chúc ba mẹ con chị luôn khỏe mạnh bình an, chúc gia đình nhỏ của em luôn vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, và mãi được bình yên và thành công trong cuộc sống. Thời gian qua, cuộc sống của Dương Cẩm Linh thay đổi hoàn toàn sau biến cố nợ nần. Trong chương trình Gõ Cửa Nhà Bạn, Dương Cẩm Linh trải lòng về giai đoạn khủng hoảng khi sinh con thứ hai. Với niềm tin sẽ cuộc sống tốt đẹp hơn cho ba mẹ con, Dương Cẩm Linh nghe theo lời người khác, đi vay một số tiền lớn. Thế nhưng mọi chuyện lại rơi vào bế tắc. Con trai Dương Cẩm Linh, đốn tim, với biểu cảm đáng yêu. Một mình nuôi hai con và trả nợ, cô từng nghĩ đến cái chết. Tôi đã có những khoảng thời gian sống mà bế tắc. Khi tôi sinh con thứ hai và bế con về nhà, người đó lại bỏ đi tiếp, không có được sự quan tâm chăm sóc gì hết. Nhìn thấy Will, tôi thấy có tội với nó quá. Tôi đến với người thứ hai, nghĩ là mình đang mang đến hạnh phúc cho bé Will khi con đang thiếu thốn tình cảm. Mình đang cố tạo ra hạnh phúc cho con mà giờ tự nhiên thế này. Tháng đầu tiên có người đàn ông sẽ khác, đằng này mình không có tiền, không đi làm, nợ thì dí, con thì hai bên. Nói thật là lúc đó cho tôi chết còn sướng hơn. Sau nhiều biến cố, nữ diễn viên cố hết sức để đứng vững, làm điểm tựa cho hai con trai. Nhắc đến đoạn clip bị đòi nợ từng gây xôn xao, nữ diễn viên khóc nghẹn, cho biết ngày clip bị tung lên các trang mạng xã hội là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời cô. Đoạn clip đó khiến Dương Cẩm Linh lao đao, thậm chí cô bị cắt vai ngay khi đang quay phim. Tuy nhiên, cô cố hết sức để đứng vững. Nữ diễn viên từng tiết lộ phải bán nhà, xe và nhiều món đồ hàng hiệu để trả bớt các khoản nợ. Hiện nay, ngoài hoạt động showbiz, Dương Cẩm Linh vẫn tiếp tục livestream bán hàng để kiếm thêm thu nhập để nuôi hai con trai. Dương Cẩm Linh sinh năm 1982. Cô là diễn viên quen thuộc của màn ảnh phía Nam, ghi dấu ấn trong những bộ phim như Hoa Dại, Ngõ Vắng, Tiệm Ăn Gì Ghẻ, Bánh Mì Ông Màu. Ngoài ra, cô cũng từng đoạt giải Á hậu điện ảnh 1999 và vào top 22 Hoa hậu toàn quốc báo Tiền Phong năm 2000.